Xin chào các bạn, lại là mình. Thì mình sáng mình đã quay cái video về quay sự kiện tháng 3 rồi, nhưng mà mình coi trên group có rất là nhiều bạn là đang thắc mắc là các bạn nên đổi cái gì trong cái sự kiện này. Thì mình quay video này là để nói là mình sẽ phân tích cho các bạn nghe thôi, chứ còn về đổi như thế nào thì tùy các bạn. Thì trong cái sự kiện tháng 3 này hơi bất ngờ là nó có cái trang phục Tết, chắc này là dành cho những server mới á, chưa có, nên là có cái trang phục Tết. Thứ hai là có đến 6 cái danh hiệu này là quá tuyệt vời luôn bạn, đó là mình cũng chưa thấy, với lại thêm một mớ cái trang phục mà mùa 1, mùa 2 mà chưa có nữa, này là cực kỳ ngon. Những bạn nào mà tích tim bảo càng nhiều, bạn quay là chắc lẽ là ngon, thì mình cái trang phục Tết bạn. Thì cái trang phục này dành cho những bạn nào mà đang thiên về hướng né, đến né đến 5%, có nghĩa là chơi về lâu, về dài, về xa, về bờ, và đặc biệt là các bạn á, khi đổi đồ á, các bạn phải chú ý mình đi theo hướng nào thì đổi cái đó. Đấy, cái trang phục đó là thiên về né các bạn. Còn cái danh hiệu cũng vậy, ví dụ như các bạn bây giờ đang muốn đi về hướng né thì các bạn chọn những cái danh hiệu nào mà liên quan tới phần trăm né thì các bạn đổi, nếu các bạn không đủ tài nguyên. Đây, quốc sắc thiên hương là liên về chính xác. Còn các bạn nào mà muốn BK, muốn thiên về chính xác và bạo thương, bạo có nghĩa là muốn mạnh về BK thì các bạn chọn cái đó. Còn cái mèo thần tài này 3% bạo thương boost với BV các bạn. Còn cái gì hiệu trưởng võ thần là né 3%, chính xác 500%, bạo thương. Có nghĩa là các bạn được quyền đổi, nếu bạn đủ hết thì không cần các bạn cãi ha. Còn bạn không đủ thì các bạn tính toán từ từ, các bạn phải coi kỹ, ví dụ như team mình đang sau này xác định là lên né, lên binh pháp né, có nghĩa là các bạn dồn hết về né thì các bạn nên lựa những cái nào mà liên quan tới né. Còn bạn muốn dồn về đam chính để BK thì các bạn chọn những cái nào mà liên quan tới bạo thương nè, chính xác nè, là để BK các bạn ha các bạn. Chứ là như mình tư vấn cho các bạn là đổi né đi, nhưng mà bạn không chơi né, bạn chơi theo hướng khác, bạn hướng bền chẳng hạn, thì bạn đổi né nó cũng tác dụng không nhiều lắm. Như cái tiền sắc gia nhân này có liên quan tới bền nữa các bạn, mà mình sẽ đổi thôi, nhưng mà mình chưa đổi tại vì mình đang đợi từ từ mình đổi. Đó, có nghĩa là mình đang nói cho các bạn nghe là có những thứ các bạn phải hiểu rằng là team các bạn đang đi theo hướng nào, chứ các bạn đừng có thấy người ta đi cái hướng nào người ta đổi cái nào mình đổi cái đó, không đúng. Các bạn phải đổi theo team của các bạn nha các bạn, chú ý nha. Và ngoài ra thì nó có mấy cái trang phục của mùa 1 thì nó có cái phần trăm các bạn, nó cũng như các sự trang phục mà mình nói với cái ấy này, nó có cái phần trăm nè, phần trăm HP nè, phần trăm bạo giảm bạo thương. Thì trong số trang phục này mình thấy có trang phục mùa đông các bạn. Trang phục mùa đông là mình theo mình là đánh giá ngon nhất. Trong số những trang phục này nó vừa có skin, vừa có giúp cho team mình BK tốt. Đây, cái trang phục mùa đông kỳ diệu các bạn. Nó khá ngon. Đấy, mà nó thêm có 2% bạo thương, thêm công, thêm HP. Đấy, ngon các bạn. Mùa đông kỳ diệu các bạn. Thấy cái trang phục này nó ngon các bạn. Rồi cái trang phục này dành cho những bạn nào muốn trừ nổ các bạn. Trừ nộ giảm chính xác, thì với lại liên quan chính xác, nếu bạn dư các bạn đổi, các bạn cũng nên ưu tiên đổi những cái này. Đấy, có những cái phần trăm. Rồi ngoài những cái trên ra thì mình lưu ý các bạn là các bạn nên đổi binh pháp nếu các bạn còn dư đồ. Binh pháp là khá quan trọng, tại vì binh pháp không, ngoài mình mua kim bảo và nạp tiền không có chỗ nào có. Còn như thần binh hay là võ thần cam với con thần đỏ cũng không có, chỉ có nạp tiền mà. Thì binh pháp với võ thần cam, võ thần đỏ các bạn cố gắng là mua để sau này lên được cộng 3, có phần dị thương nữa các bạn. Nó sẽ giúp cho bạn BK tốt hơn, dị thương nó tăng thêm đam cho đam chính, tăng thêm đam cho team các bạn. Hy vọng là cái video này của mình nó phân tích, nói cho bạn nghe hiểu hơn về team của các bạn, rồi bạn đổi đồ để tốt hơn. Các bạn cần gì các bạn đổi cái đó các bạn. Nhưng mà phải xác định team mình đi theo hướng nào để các bạn đổi cho nó đúng, nó phù hợp thì các bạn sẽ được rất là lợi. Các bạn lợi rất nhiều các bạn. Lợi về sao cực nhiều nha các bạn ha. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video khác và chúc các bạn đổi thành công. Các bạn nhớ là để dành nhớ là cái ngày cuối cùng các bạn phải đổi cho hết các bạn ha, để phí. Nha các bạn. Nhớ lưu ý mấy đó.